Chôn anh em cả mà sẽ là thằng chủ đề ngày hôm nay luôn. Rất là nhiều anh em đã nhắn tin hỏi ông mình làm thế nào để dứt điểm hay như vậy, hay làm thế nào để tặng ra các siêu phẩm. Thì số này chính là câu trả lời dành cho anh em. Với việc vấn đề là chúng ta có ba xích và ất van, thì cái nào hiệu quả hơn, cái nào hay hơn thì anh em hãy cùng nhau phân tích ở số này nha. Ở phần đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái thẻ, các cái thẻ kỹ năng dứt điểm của các cầu thủ đã. Còn đầu tiên hơn nữa, trước nữa thì giờ mong anh em hãy như mọi ngày hãy share clip này trước khi xem nha. Ok, chúng ta sẽ đến với những cái thẻ dứt điểm của các cầu thủ mà ở đây chúng ta có Ronaldo và Messi. Với Ronaldo chúng ta có đánh đầu, sút cú nắc, sút một chạm và Rabona. Với Messi thì chúng ta có cứa lòng, tất nhiên rồi, ngả bàn đèn, vô lê trên không và sút một chạm. Có một cái thẻ nữa mà hai cầu thủ này thiếu, đấy chính là outside cooler, vẩy má ngoài. Đó là những cái thẻ kỹ năng sút mà anh em cần phải quan tâm. Thế còn bắt đầu với ba xích thì sẽ như thế nào đây? Anh em theo dõi clip sau đây nha. Đây là khu vực chúng ta có thể dứt điểm thành công với ba xích. Khu vực màu đỏ là những cái khu vực có thể dứt điểm dễ nhất. Khu vực màu vàng thì khó hơn một xíu thôi, nhưng mà vẫn có khả năng dứt điểm được. Đây là một trong những tình huống để chúng ta xem lại thao tác tay, cách dứt điểm như thế nào. Đây là pha quay chậm. Khi chúng ta chuẩn bị sút thì nhớ là phải bỏ chạy nhanh và chỉnh hướng duy nhất là hướng xuống thôi. Một hướng duy nhất, và anh em cũng đừng quên là cần di chuyển hay phím di chuyển chúng ta cũng bấm một hướng tương tự nha. Các thao tác tay là nhả phím chạy nhanh, về lực vuông từ 50-80% thanh lực và chỉnh hướng. Anh em chỉnh hướng thì có thể bấm gần như cùng lúc nha. Chỉ nên giữ một trong hai hướng thôi để có thể sút được ra hết góc. Đây cũng một pha bóng tương tự như vậy. Và đây, thanh lực lên đến 75%. Đây là các cái hướng sút mà theo mình nghĩ ra một cái khung. Anh em có thể đi theo cái khung này để dứt điểm. Và đây là ví dụ điển hình. Đây là một trong những cái clip trong giải đấu AIC. Một cái khung khác nó gỡ gần hơn trong vòng cấm địa. Còn đây là khung những pha sút xa, mà như anh em đã thấy thì cự ly nó sẽ nằm trong cái khu vực màu đỏ mình đã làm từ đầu. Đây là Messi. Ở một cái khung khác cũng có thể ghi bàn tương tự như thế này. Và đây là clip để anh em tham khảo thêm. Với Ronaldo, đây là một vài cách dứt điểm khác mà có thể anh em sẽ cần phải biết. Chip shot là một trong những ví dụ. Anh em chuyển vuông rồi một cú lúc thôi và bấm nhẹ thanh lực từ 20-40%. Một vạch cỏ là khoảng cách để có thể chip shot và hướng ra hai góc của thủ môn. Còn đây là tình huống khác, anh em có thể nhớ đây là pha rút bóng của Marcelo như mình đã nói ở trong các pha highlight rồi. Và cái việc rút bóng này thì anh em có thể theo dõi đá pet cùng quân bi số đầu tiên để hiểu rõ cách rút bóng một cách chính xác nhất và có những cái gợi ý chi tiết nhất có thể. Cứa lòng thì sao? Đây là cách cứa lòng. Anh em nên nhớ là để cứa lòng chính xác thì cần có thêm thẻ long range driver. Và nhớ là lực có thể cao hơn một xíu so với sút bình thường và nhớ là ra góc xa nha. Vẩy má ngoài. Đây là trong cái skin khá là hot. Nhưng anh em nhớ là phải đi chéo vào thì mới có thể vẩy má ngoài được. Lực sút thì cũng tương tự như là cứa lòng thôi. Ok, đấy là với ba xích thì mình tin chắc là sau cái phần ba xích này nhiều anh em sẽ hỏi là tại sao ba xích lại có thể nhiều vấn đề đến mức như vậy. Nhưng mà anh em yên tâm đi, ất van còn nhiều vấn đề hơn cơ. Để biết được phần ất van thì chúng ta sẽ cần sự luyện tập rất là nhiều thì mới có thể hoàn thiện được cái phần sút ất van của mình. Nói về ất van thì cái phần lốc bóng, cứa lòng
nó cũng sẽ gần tương tự với Basic thôi. Một vấn đề nhỏ nhỏ là lốp bóng ở trong ớt 3 sẽ khó hơn một tí xíu, anh em phải luyện tập nhiều hơn. Còn các vấn đề còn lại thì hãy để clip tiếp theo hướng dẫn anh em nha. Xin mời anh em theo dõi. Với ớt 3 thì sao? Đây là các hướng sút của ớt 3. Nếu anh em giữ lùi với hướng tấn công thì sẽ là sút sệt. Đây là các góc sút của ớt 3 với các màu tương tự mình đã thể hiện trên màn hình. Và đây là một trong những ví dụ cụ thể về cách sút advanced này. Anh em bấm chéo lên để bóng đi vào góc dưới của khung thành bên phía trên. Đây là một trong những ví dụ khác. Cũng là pha sút sệt vào góc dưới của khung thành. Còn đây là những pha sút sang hai bên khung, gọi là sút ngang. Mình sẽ gọi là sút ngang để anh em có thể dễ hiểu hơn. Màu cũng ở vị trí tương tự. Một ví dụ khác mà khi mình cầm tuyển Iran, chúng ta hãy cùng xem lại pha quay chậm này để hiểu rõ hơn. Bấm phím lên, bấm ngang lên để có thể ra được góc xa. Còn đây là những ví dụ về cách sút tiến, tức là góc bổng và hai góc chữ A. Mình thì mình khuyên thật anh em là đừng nên sút kiểu góc chữ A này, rất là khó, dễ ra ngoài và hay đập xà. Nên chỉ sệt và ngang thôi là hiệu quả nhất. Như vậy là cả Basic và cả Advan anh em đã đều nắm rõ rồi. Thế còn điểm mạnh, điểm yếu của nó như thế nào thì anh em hãy theo dõi phần tiếp theo nha. Theo mình nghĩ thì điểm mạnh yếu của mỗi người thì sẽ tùy theo quan điểm và cách sử dụng của người ta. Ví dụ như Quân Ghi thì sẽ sút hay ở Basic, còn anh Tâm Figo hay là anh Đắc Vega thì sẽ mạnh ở Advan. Đó là những cái lợi của mỗi người thôi. Và mỗi người đều phải nên có cho mình một cái quan điểm riêng về cách sút Basic hay Advan để có thể hỗ trợ mình tốt nhất trong cách dứt điểm nha. Với cách sút Basic thì chúng ta quan trọng lực sút, quan trọng chỉ số sút, quan trọng tư thế sút. Khả năng ra chân nhanh và ít bị delay của Basic là một trong những điểm lợi thế phù hợp với sút một chạm, ít bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về tâm lý. Sau đây là một trong những cái ví dụ về Basic mà mình nghĩ là với ớt van thì rất là khó để sử dụng. Ban bật nhanh. Sút van thì không quan trọng chỉ số sút, quan trọng vào lực sút vì lực phun. Sút van thì không quan trọng vào chỉ số sút, không quan trọng vào lực sút vì lúc nào chúng ta cũng sẽ có thể lên phun lực mà không sợ vọt xà. Tư thế sút thì chỉ chiếm một vài phần thôi, không quan trọng như là Basic. Tâm lý ảnh hưởng rất là nhiều ở cách sút ớt van này. Nếu như anh em bị tâm lý thì ớt van rất là khó chính xác. Tỷ lệ delay khi sút cao, khó ra chân nhanh. Sút ớt van thì chúng ta sẽ rất hay bị khựng lại nếu như là bấm sai nhịp. Và khi sút ớt van thì anh em phải luyện tập với mức độ rất là cao để có thể thuần thục được và quen tay. Đây là một trong những cái ví dụ về việc tại sao ớt van lại không quan trọng chỉ số sút với Ruchi Basicio. Sút 3 lần Basic đều ra ngoài. Còn ớt van thì sao? Lần đầu tiên. Và đây là lần thứ hai. Lần thứ ba. Ra ngoài. Vâng, và như vậy là chúng ta đã theo dõi xong cái clip Basic và ớt van của mình rồi. Rất là mong sau clip này anh em sẽ có thêm những kinh nghiệm về đá pet và dứt điểm hay hơn. Với ớt van thì mình nghĩ là sẽ dành cho những người mộng mơ. Đây là một trong những câu comment rất là hay mà ông anh mình, một người anh đã comment trên fanpage của mình ngày hôm qua. Nhưng anh em nào mà chưa like thì hãy like, chưa follow hãy follow, và chưa share thì hãy share giúp mình nha. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi và cùng Quân Bi xin chào hẹn gặp anh em, và rất mong anh em hãy tiếp tục ủng hộ để mình có thêm động lực ra thêm số về sau nha. Tạm biệt anh em và cảm ơn anh em rất là nhiều.